tập cho mày cũng mới có mấy triệu view. Được. Wow. Thì quay đi do nó nhiều như vậy. Cái này chắc nó ra nổi không anh? Nó thì ra kìa. Tạo nhánh từ trong thân ha. Đây là anh Bảy ở Tiền Giang mọi người ơi. Em sẵn buổi chiều nay thấy ảnh đang làm cái tạo nhánh quay cho mọi người xem coi cái cách này mình làm hiệu quả không nha mọi người. Đây em coi quay tổng thể cái cây cho mọi người xem nha. Cây này đang là cao tầm khoảng 1, 2, 3, 4 mét, hoành nó tầm khoảng đỡ 50. Khúc bên đây là nó có tàn nè, bên này thì nó hơi thiếu thiếu nhánh. Giờ là anh Bản ảnh cắt ở đây. Coi kỹ thuật tạo nhánh trên cây mai vàng nha mọi người. Chào Trung. Ôi, lâu quá, chẳng khỏe không? Cái này là anh mình cắt ngay cái trên phía mắt, cái mắt cũ của nó phải không? Trên mắt cũ để tạo cho này một chồi lên. Nãy giờ là anh làm được mấy cái ta? Một nè, hai, rồi ba, bốn, năm, bên đó là sáu ha, bên này bảy cái hả? Anh chị thử coi cái cách này mình làm thấy hợp lý không? Thời gian sau là khoảng bao lâu rồi nó xịt ra? Khoảng tháng, hơn tháng rồi đọt ra hết rồi. Mình không có ghép. Xịt ngay đây luôn. Mình không có ghép. Tạo mai thiên nhiên luôn. Để này khỏi ra thỏa keo luôn ha. Chừng tháng nữa em quay lại quay cho mọi người xem coi kết quả nha anh chị. Anh coi còn cái chỗ nào nữa không để mình tạo thêm tàn không. Tạm thời vậy chắc ok ha. Đó, ok rồi. Buổi sau em sẽ quay lại cái cây này cho mọi người xem ha. Anh chị có góp ý về cái kỹ thuật tạo nhánh cho cây thì mình cho cái comment ở dưới nha mọi người. Chỗ này thì nói chung là từ những cái mắt cũ á là anh cắt ở phần phía trên ha. Ở này cũng vậy nè. Đó. Cái mắt cũ là anh cắt. À, cái mắt này anh cắt phía trên ha. Bên này cũng vậy ha. Đó. Quay kỹ cho anh chị mình cùng nhận xét nha. Đó. Cái này anh cũng y vậy thôi. Ở trước bây giờ anh thử làm cách này nhiều chưa? Nó ra là ít cây anh cũng làm thường. Của mình ở Tiền Giang ở khúc nào anh bạn? Anh ở phường 6 Mỹ Tho. Dạ. Ở phường 6 Mỹ Tho. Phường 6 Mỹ Tho ha. Đó ở vườn của anh bên đó là nhiều cây không? Nhà thì có ít cây không có chơi nhiều. Bên chỗ gần chỗ chú Chính đúng không? Bữa sau em xuống Tiền Giang quay thêm cho anh chị nhiều cái cây hàng khủng ở dưới Tiền Giang nha. Bữa nay em đang ở trên Sài Gòn anh chị, thì ở một cái quán cà phê của chú. Qua đây thấy cây này hay quá, cái anh bạn anh sửa cây này luôn anh chị.
nó đang bị thiếu tàn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại chị các bạn ở những cái clip tiếp theo nha. Chào anh Bản nha.